Một nội dung khác, hiện có hơn 50 doanh nghiệp FDI lớn đã đầu tư lĩnh vực công nghiệp vi điện tử và bán dẫn tại Việt Nam. Dù là một ngành khá hot, thế nhưng lại đang thiếu vắng nhân lực, chạy đua đào tạo để cung ứng nhân lực ngành bán dẫn. Đây là bài viết trên báo Lao động. Tổng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực này trong 5 năm tới khoảng 20.000 người và 10 năm tới là khoảng 50.000 người từ trình độ đại học trở lên. Hiện nhiều trường đại học đã bắt đầu thí điểm mã tuyển sinh riêng cho ngành thiết kế vi mạch. Theo báo Lao động, ngoài đào tạo kỹ sư, cử nhân để đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao lâu dài, trước mắt cũng cần đào tạo ngắn hạn cho sinh viên về một số ngành liên quan đến công nghệ thông tin. Thời gian đào tạo có thể từ 6 tháng cho đến 1 năm nhằm kịp thời cung ứng nhân lực cho ngành này. Hôm nay ngày khai mạc kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa 15, các đại biểu đều tin tưởng kỳ họp sẽ thành công tốt đẹp và quan trọng nhất là sẽ có những quyết sách tốt giúp đất nước phát triển tối đa các tiềm năng. Bài viết trên báo đại biểu nhân dân. Kỳ họp thứ 6 có khối lượng công việc vô cùng lớn, nhiều việc hệ trọng và khó, tuy nhiên các đại biểu quốc hội đều tin tưởng kỳ họp sẽ hoàn thành được chương trình nghị sự theo đúng tiến độ đề ra và quan trọng nhất là có những quyết sách tốt giúp đất nước tranh thủ và phát huy tối đa các cơ hội phát triển trong tình hình thế giới phức tạp, khó lường như hiện nay. Thưa quý vị, tính đến nay đã có 21 nhà máy, phần nhà máy năng lượng tái tạo, chuyển tiếp, hoàn thành thủ tục phát điện thương mại và điện thương mại lên lưới với sản lượng là 709,5 triệu kWh. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đã có 81 trên 85 dự án năng lượng tái tạo, chuyển tiếp, gửi hồ sơ đàm phán giá điện với tổng công suất là 4.600 MW. Hiện còn 4 dự án với tổng công suất là 136,7 MW, chưa gửi hồ sơ đàm phán giá.